Thưa quý vị, Xuyên Mộc xuất phát điểm thấp từ một huyện nông nghiệp nghèo, nhưng là địa phương ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tiến trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau 30 năm thành lập. Đặc biệt, tận dụng các ưu thế về vị trí địa lý, khí hậu trong lành, thiên nhiên ưu đãi, vừa có rừng, có biển, lại có suối khoáng nóng hàng đầu thế giới. Xuyên Mộc đã bứt phá rất nhanh trong lĩnh vực du lịch. Sự vươn mình của du lịch Xuyên Mộc với các dịch vụ nghỉ dưỡng đặc trưng và đẳng cấp đang dần biến khu vực phía đông bắc Bà Rịa Vũng Tàu trở thành thủ phủ du lịch mới tại miền Đông Nam Bộ. Không chỉ sở hữu rừng vàng biển bạc mà Xuyên Mộc còn có những điểm nhấn đặc biệt để phát triển du lịch. Trong đó, rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu chài sát biển là lợi thế độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Nơi đây ghi nhận 732 loài thực vật và 205 loài động vật có xương sống, có những loài xếp trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt trong khu bảo tồn rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu có suối nước khoáng nóng Bình Châu với nhiệt độ từ 60 đến 80 độ C, được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là một trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững của 47 quốc gia trên thế giới. Xuyên Mộc cùng sở hữu bờ biển dài hơn 32 km, độ dốc thoải thuộc vùng biển bán nhiệt triều, ít sóng gió và ao xoáy. Đó đều là những lợi thế để Xuyên Mộc phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng không chỉ tầm khu vực mà còn ở tầm quốc gia và quốc tế. Ở Xuyên Mộc, cái tài nguyên về du lịch khá lớn, có hơn 32 km bờ biển. Biển thì còn hoang sơ, xanh, sạch, đẹp, gắn liền với lại cái rừng nguyên sinh. Đặc biệt có cái suối nước nóng ở Bình Châu. Thì với những cái tài nguyên về du lịch phong phú như thế này đó, chúng tôi đã và đang quy hoạch và tác động thúc đẩy để toàn Xuyên Mộc có thể phấn đấu trở thành khu du lịch quốc gia điểm trong toàn quốc. Trên chiều dài 32 km, biển Xuyên Mộc chia làm 3 khu vực: Hồ Tràm, Hồ Cốc và Bình Châu. Trong đó biển Hồ Tràm lọt vào top các bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới do tạp chí của Mỹ bình chọn. Biển Hồ Cốc được tạp chí du lịch Lonely Planet xếp hạng một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam và được website du lịch nổi tiếng Rawides của Anh xếp vào nhóm 20 bãi biển ở Việt Nam có phong cảnh đẹp nhất thế giới. Kết nối các bãi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc và Bình Châu là cung đường ven biển tuyệt mỹ, đưa vào sử dụng năm 2006. Cung đường này đã đánh thức tiềm năng và cùng nâng tầm vị thế du lịch địa phương. Chúng tôi chọn Hồ Tràm để đầu tư dự án, giờ ở đây gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thiên nhiên Hồ Tràm cũng vô cùng tuyệt vời, với bãi biển xanh mát, khí hậu trong lành. Hiện chúng tôi đang tiến hành giai đoạn 2 dự án nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm. Chắc chắn dự án khi hoàn thành sẽ mang đến cho mọi người trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong số 19 dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển đã đi vào hoạt động ở huyện Xuyên Mộc, có dự án 5 sao The Grand Hồ Tràm Strip. Nơi đây có casino, đặc biệt là sân golf nằm trong top 10 quốc tế. Ngoài ra, Xuyên Mộc còn có 6 khu du lịch xếp hạng 4 sao, 4 khu du lịch được xếp hạng 3 sao. Tới đây cũng là lần thứ 2, thứ 3 rồi và mình rất là ấn tượng. Cái resort này ấy, và biển này thì là nước rất là đẹp và bờ biển thì nó rất là dễ tắm. Và ở cái resort này thì của tập đoàn Tây Ban Nha và Melia thì đã nổi tiếng rất là lâu rồi. Và mình thấy rằng là họ làm rất là chuyên nghiệp, từ dịch vụ cho đến hồ bơi, bãi biển và nhất là những thiết kế ở trong phòng. Sau khi triển khai có hiệu quả dự án nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Minera Hot Spring Bình Châu, tập đoàn Novoland đang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Á Đông Vidotour đang xúc tiến triển khai đầu tư dự án vườn thú hoang dã Safari quy mô khoảng 630 ha. Khi đi vào hoạt động, đây là vườn thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn nhất khu vực miền Nam. Trên cái nền tảng là khám phá thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và phát triển những cái dịch vụ du lịch, thì như vậy Safari mở ra một cái điểm nhấn mới cho khu vực, cả khu vực mà thậm chí là khu vực miền Đông mình. Đây là một cái điểm rất là lạ, đồng thời hỗ trợ cho cái lĩnh vực du lịch của tỉnh nhà và đặc biệt cho cái Hồ Tràm của Xuyên Mộc. Khi cái dự án này hình thành thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là tạo được cái cơ hội, thứ nhất là tạo được điểm nhấn về du lịch cho địa bàn, phát triển, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm, tạo thêm nguồn thu ngân sách,
và đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế mũi nhọn của huyện, đó là lĩnh vực du lịch chất lượng cao. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch giai đoạn 2015-2020 đạt gần 28.200 tỷ đồng và đang tiếp tục tăng trưởng nhanh bền vững. Xuyên Mộc đang xác lập vị thế là trung tâm du lịch tương lai của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần khẳng định vai trò của du lịch trong tứ trụ kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2025.